chương 9, nhận phép lạ đặc biệt bởi đức tin. Người dân ở Á Châu tin rằng lấy áo của Phaolô đặt trên người bệnh thì họ sẽ được lành và tà linh sẽ lìa khỏi người nó ám. Đức Chúa Trời dùng tay Phaolô làm những việc quyền năng phi thường, đến nỗi người ta đem khăn tay hoặc khăn choàng của ông đã dùng đặt lên người bệnh thì các chứng đều được chữa lành và các tà linh bị trục xuất. Công vụ đoạn 19 câu 11-12. Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Chức vụ gửi những miếng vải từ các đầy tớ Chúa vẫn còn hiệu nghiệm ngày nay. Hàng ngàn phép lạ xảy ra bởi hành động đức tin đơn sơ này. Khi người bệnh nhận những miếng vải này và bởi đức tin đặt trên thân thể của họ, cứ như là đầy tớ Đức Chúa Trời đã đặt tay trên thân thể họ và cầu nguyện, những kết quả tương tự cũng sẽ xảy ra ngày nay. Khi Phaolô gửi những miếng vải và khăn tay đến cho người bệnh, người ta lấy nó đặt trên người bệnh như là họ đã vận dụng đức tin khi đích thân Phaolô đến với họ và đặt tay giúp đỡ họ. Đôi lúc chúng tôi nhân danh Giê-xu gửi những miếng vải để đặt trên thân thể người bệnh thì cứ như là chúng tôi đích thân đến cầu nguyện cho họ và đặt tay trên họ vậy. Và sau đó, nếu người bệnh tin rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện thì bệnh tật sẽ rời khỏi. Hàng ngày, chúng tôi nhận được những lời làm chứng của nhiều người đã được chữa lành bởi hành động đức tin này.